Ôi, ôi nghe tiếng nước nữa. Anh này là anh cha nè, còn anh này là anh con nè. Trời ơi, chú hề ma quái. Gì ghê vậy? Nè. Với kênh sạc rác này là bữa giờ trên thế giới. Hôm nay tôi với anh Tướng lại tiếp tục vô công viên đi lượm rác. Trời ơi, hôm nay công viên có một sự thay đổi rất là ngạc nhiên luôn. Đó là trong công viên có quá trời hoa luôn. Cái gì nữa, cái gì nữa? Nè, cái mai nè. Oh. Wow, đẹp quá ha. Đúng rồi, hôm nào mình đi giặt rác ở trong công viên chắn que à. Hôm nay ở công viên có trang trí hoa lên đầy màu sắc đẹp quá ha. Yeah. Oh. Này bông giấy nè. Ý, cái bông hoa này đẹp quá ha. Ừ. Trời ơi, còn cái này là bông giấy nè. Mà bông giấy bây giờ nó hiện đại hơn, nó nhìn nó lạ quá ha. Cái gì? Như tao uống mà chứ nó phải tự nó mọc vậy đâu. Đúng rồi, người ta phải uống á, tạo hình nó ra mới được vậy đó. Trời ơi, cái mai này không còn một miếng lá luôn nè. Thôi hôm nay bây giờ mình khoan đi giặt rác đi, mình đi ngắm hoa tiếp đi. Nãy giờ không chịu đi quay đi ngắm hoa rồi anh trai. Trời, giờ còn ngủ nữa. Chán. Tại gì vậy? Trời, đi ngắm hoa xong ngủ là sao? Đi ngắm hoa xong mệt, phải cho tôi làm nghỉ mệt xíu chứ mà làm gì la ông sùm hoài vậy? Trời, chứ tập trung công việc nè. Đi ra đây lụm rác mà. Nói nhỏ thôi ba, lụm rác làm những cái nghề danh giá lắm, sao mà la ông sùm vậy mà hồi bảo vệ bắt hai thằng bây giờ. Trời, lụm rác có gì đâu anh trai. Ờ ha, lụm rác đó là một cái thói quen tốt để mình bảo vệ môi trường. Đúng rồi. Các em á mà xem clip tôi xong, các em á mà mỗi lần đi ra đường thấy ai mà vứt rác bậy bạ thì mình phải nhặt lên để mình bỏ vô thùng rác. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này là rất là tốt luôn nha, thói quen tốt luôn. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao hôm nay anh thấy công viên nó hơi vắng vẻ nha. Chắc người ta về quê ăn Tết rồi phải không? Tại gần Tết rồi anh trai, mà về quê. Thôi đi kiếm thùng rác tiếp đi. Ôi, tút. Thùng rác kìa. Đâu. Vô. Ê. Anh lụm đi. Khủng quá à. Anh lụm đi. Khủng quá à. Trời ơi, thằng này lụm rác nào cũng chê hết trơn, có gì lụm đó đi. Nè còn cái. Ủa, ôi, trời cái gì vậy? Ôi. Sao cái này giống thiết bị ngoài hành tinh như mày? Trời ơi. Ê không anh. Cái này là như đặt mấy cái cột ở ngoài ngoài công viên nè. Để bóng lên á. Không, hình như cái này là cái khung để bảo vệ bóng đèn á. Trời ơi, sao người ta giỏi đi quá trời luôn nè. Chắc là thay mới anh trai. Đâu, đi coi cầm ơi, một. Ê, từ, nó nhọn, đeo găng tay. Ôi, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Chà, sáu cái luôn. Ê, này bán được anh trai, này nhớ mà. Yeah. Ờ, có lý, mình phải lấy đi bán mới được. Ừ. Bây giờ sẽ biểu diễn cho em nội gia quyền của Thiếu Lâm Tự. Ờ. Ờ, em biết cái bộ môn võ công này không? Không. Trời ơi, trong khi cho anh chị đó, cái ông thợ mai đó. Này là gì? Cái này là thiết khuyến quyền. Ủa, em nhớ thiết khuyến là quạt mà anh trai. À vậy hả? Vậy thiết đăng quyền. Em trai nhớ dai quá ta. Ừ. Cái môn võ công này là sẽ sử dụng những cái dòng dây xích sắt để làm trợ thủ cho mình. Vừa tấn công mà vừa phòng thủ, nó giống như vậy nè. Đâu quý diễn ơi. Có thể tay không đỡ vũ khí nha. Vậy hả? Đây để anh cho em coi. Vô. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ở trên thì được á, mà dưới hơi sai nha. Dưới thì làm gì ghê trời. Cãi tao mày. Thôi lượm tiếp đi anh trai. Trời ơi, bây giờ lượm coi coi có được bao nhiêu vòng nè, lấy ra đi. Nè, giờ hai cái nè. Nè, thấy cái vòng này ở đâu biết không? Đâu? Có bóng đèn chưa? Đâu. Đó. À. Thấy đó anh em thấy không? À, thì ở trên đây. Ở đây cũng có cái bóng đèn luôn anh em. Hả? Ủa này xấu. Đi lượm gác tiếp anh em. Bây giờ tôi sẽ lấy những cái món này ra, lấy ra đi Tức. Đó. Nhẹ tay thôi nha, cái này bén nha. Bén dữ. Đó, ở đây là chúng ta sẽ có 6 dòng kim loại. Rất là ghê rợn luôn. Cô. Ồ. Ồ, 6 cái dòng này nguy hiểm lắm á nghe. Đi, ở đây là có một anh là Captain. Captain America. Trời ơi, mà anh này bự quá hả? Nhưng mà vì do anh chiến đấu dữ quá, anh phải hy sinh một cánh tay lại để bảo toàn tính mạng. Ủa, còn chiếu luôn. Bắn súng nè, bắn súng bên đây. Ồ. Ủa vậy là anh này còn biết trong người luôn. Ôi xịn. Rồi bỏ lại đi. Đó. Đây là một ngôi nhà. Ủa một ngôi nhà có một con gì? Con gì trong đó lấy ra? Con vịt. Ôi con vịt thì lạ quá ta. Con vịt màu hồng. Ấy con vịt này đựng trong mấy cái hũ vitamin C á anh. Ủa phải không? Đúng rồi nè, giúp tăng đề sức đề kháng. À, rồi một ngôi nhà rất là đẹp luôn. Nhà này là nhà ở Đà Lạt. Ôi cái này là cái gì đây nè? Ý. Con gấu. Ý con này giống con lật đật của anh trai. Ủa gì hả? Đâu đâu. Thử. Dạ thử nè. Đúng rồi. Ủa cũng được rồi. Cái gì nè? Ôi mở ra coi trong là cái gì vậy? Thì này chắc miếng sắt hay gì anh trai. Mở ra coi. Đó thấy không nè, có một miếng 500 hay miếng sắt ở trong gì thì không phải. Cái này là giống như là người ta đổ cát hay xi măng vô cho nó nặng á.
Ê, chừng nó hư. Nghe không, cát lên nó nặng á. Ê, đừng quậy anh. Để em về em gái em chơi. Trời ơi, con lật đật là giống như con Doraemon, không bao giờ mà nó ngã hết trơn á. Mới bỏ ra nó thử thẳng lên nè. Trời ơi, hồi đó em hay chơi cái này nè, ghê lắm. Trời ơi, để nó đi, bây giờ mình sẽ coi lụm rác tiếp. Ây da. Trời. Ủa, cái cây này là giống như cái cây dùng cho mấy em bé ở trong cái nôi á, mình cầm mình lắc vậy nè để cho tụi nó im á, tụi nó đừng có khóc nhẹ. Ừ đúng rồi. Mà này quay được luôn. Ồ, đẹp quá. Ồ, đẹp quá. Wow. Để qua bên kia liền. Ủa Tuấn, em thấy có kỳ lạ không Tuấn? Sao tại sao trong công viên mà thùng rác á người ta lại vứt đồ chơi trong đây vậy? Chắc ai rảnh vô đây vứt luôn. Tầm bậy. Người ta dẫn con đi công viên chơi. Ừ. Rồi cái đồ chơi á con của người ta làm hư, cái người ta lấy người ta dùng thùng rác ở đây luôn, hiểu chưa? Yeah. Trời vậy hả? Ừ, hợp lý liền, hợp lý lụm tiếp. Đó. Ui, ôi trời. Cái này cái gì lại mày? À, em biết rồi anh trai. Cái này là kiểu người ta cân bột phải hiểu không? À, là cái này người ta kêu là cân tiểu ly. Đúng rồi, cân. Ủa, con hiểu luôn vậy? Từ từ. Bấm từ từ thôi. Ấy, bấm tắt rồi. Bật nè. Đó. Cân lên. Ủa? Ủa sao lên không lên gì chơi vậy? Cái gì xảy ra cà phê đất luôn rồi. Để ra đi. Ê, mà cái này đẹp anh trai. Ừ. Cái cân tiểu ly này là rất là xịn luôn nha. Để mình bán đồ, mình hàng đồ mình để vô. Ây quá trời luôn. Ê. Này là gì đây? Cái này hình như là con khủng long trứng nè. Khủng long trứng hả? Đâu thủ gáp rồi. Ừ. Hình như nó bị mất hết miếng bên hông mày. Ờ. Nó không gà gì anh trai. Ừ. Thôi rồi để qua đi. Bỏ đi. Đây ở đây tôi phát hiện ra có thêm một cái trứng Pokemon. Ui. Ui mà trứng này sao màu cam ngộ ta, nhớ trứng Pokemon màu đỏ mà. Ừ. Này nó màu vàng. Thằng này nhái rồi. Ờ vậy là hàng phát rồi. Hàng phay rồi. Ôi. Ủa sao nhiều trứng quá vậy nè, trứng gì nè. Trời. Ủa sao nhiều trứng, trứng Pokemon nữa nè. Wow. Ôi cái trứng này hình lạ quá vậy. Trời. Ôi trứng này chắc cho bỏ chùm vô anh ơi. Ôi sao. Ủa. Cái trứng này cái kiểu lạ quá vậy, rồi trứng này nữa nè. Nè. Chà hôm nay thấy nhiều trứng Pokemon lắm nha. Ôi xuống. Wow. Ôi xuống nhiều trứng cuối nè. Ôi. Ôi còn nữa nè Tuấn. Ủa nữa nè. Trời ơi sao nhiều vậy? Ừ. Coi. Ê trứng này chắc có cái nào cũng chùm. Cái này là Lego mà. Ôi có cái Sinu nữa. Trời ơi. Ê chơi thử đi. À. Ê khoan. Nhìn xuyên qua đây thấy cái này giống như là cánh cửa thần kỳ của Doraemon vậy đó. What? Ừ đúng rồi. Thấy không? Đây. Tôi lại tiếp tục lụm thêm được một ngôi nhà nữa. Ủa mà nhà này có sắp tay luôn á. Nhà này là nó bị bão quá, nó bị bay nóc rồi. Ê cái cửa nóc là được nha. Ê vậy ghép cửa này được không ta? Nhớ này không được quá anh trai. Hình như nó là khác nhau á. Ê được. Ủa? Nè. Trời vô luôn. Vô nè. Đâu ra mày coi. Trời ơi hợp lý quá trời luôn. Nè nó có khớp nè anh trai. Ờ nhét vô. À. Rồi. Ờ nguyên một ngôi nhà đẹp quá ha. Đỉnh này. Ôi cái này về chân đẹp lắm á nghe. Để đây đi. Trời ơi quá trời. Ê. Thế ngôi nhà là sẽ có cái xích đu. Trời ơi. Quá hợp lý. Trời cái này là cái gì vậy mày? Ủa con trai. Con sò khổng lồ. Ủa con sò này chắc là của Thị Tề công chúa quá. Wow. Wow. Thấy em không anh? Thấy đẹp. Wow. Quá đẹp này làm gì ta? Ê, đó chính nhạc thôi kêu luôn. Mở ra mở lên mới kêu. Ủa sao hết kêu rồi? Dặn lại coi. Ôi trời vậy là có cái gì hư rồi. Ôi nó xả cốt ghê quá vậy. Ê nhưng mà con sò này độc đáo quá ha. Đẹp á. À, con này đẹp nè. Đẹp rồi. Trời ơi. Ủa con này con gì vậy? Lại con sò nữa. What? Sao nãy giờ gặp con trai hoài vậy? Cái này nãy con sò dương vậy, cái này con sò quẹo. Trời. Đây có chỗ mở. Không có móng mà đồ mở không à. Đây mở anh trai. Đó. Ôi. Ủa. Ôi nghe tiếng nước nữa. Ủa nghe tiếng nước đã vậy. Wow. Chỗ này xịn nha. Ôi lũng này về chơi ngon. Ê. Con cái này nhất luôn á. Có con sò kêu đẻ quá à. Trời ở đây là một cái kéo của bác sĩ. Trời. Cắt thử rồi. Oh no. Kéo dởm rồi. Kéo dởm. Trời. Trời một con vịt thiên nga. Ôi con thiên nga này cái mỏ nó tẹt dữ trời. À đang ăn cá. À tại nó đang ăn cái mỏ đó vậy. Ôi cái máy này cái máy nước bánh mì nè. Trời đẹp vậy. Ừ. Cái máy nước bánh mì sandwich anh em. Trời bỏ xuống. Ôi cái này là cái đồ trà chân nè. Ủa mà trà cho ông nào. Còn cái này là hộp sữa chua nè ăn đi. Anh ăn đi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi cầm ra luôn. Này có đồ rút pin đây nha. Đó rút pin nè. Mất cục pin ở trên rồi. Ủa nè coi chừng cái này cái đậu đâu không? Không phải, đâu phải anh này màu hồng. Lạ quá ta. Có nhiều đồ lạ quá. Đây là ủa cái giường chủ ngôi nhà hồi nãy. Yeah. Đó. Giường hợp lý quá trời. Chà một chiếc xe lửa. Chắc là xe lửa của phù thủy rồi. À, đã. Quá trời đồ luôn rồi. Đấy.
Ôi, chiếc xe này ngộ mày. Ủa xe gì vậy? Không biết mà. Cái xe đâu phải dài thằng lon à trời. Xe của Tom and Jerry anh. Ồ, xe của Tom and Jerry. Ồ, đẹp vậy. Ồ, dài thằng lon à. Wow. Trong cái clip này mà anh em thích món nào comment cho tôi biết nghe. Ủa cái gì dài vậy? À, cái đấm lưng. Trời ơi, đã phê anh trai đi. Ủa, đã vậy? À, đủ nhẹ. Đá một vậy mới phê. Phê gì vậy mà. Xe chở lưu này mà sao nó trong suốt luôn nè. Xe chở lưu 19.500 đồng. Mắc quá. Rồi cái này chứ trứng nè. Trứng. Ồ, trời cái bồn cầu nữa. Đây, cho vô trong bội. Ờ, cho vô nhà luôn đi. Ủa, cái này là cái nắp gì đây ta? Cái này giống vỏ sò hay trái chuối gì? Chuối, đàn chuối. Chuối. Trời. Ủa, cá mập. Cá mập. Bóp. Nhưng cá mập này nó bị gãy cổ, anh em bóp không có được. Trời. Túi sách hiệu LV. LV vậy? Trời ơi, bà là chơi sang dữ. Ôi, túi sách xịn quá hả? Ê da, hôm nay đồ nhiều review mệt quá anh em. Ủa, ơi em một cái anh này nữa mà. Ủa anh này sức tay bình thả. Anh này là anh cha nè, còn anh này là anh con nè, một anh mỗi anh sức tay một bên, hai anh ráp lại là xong kiếp hợp bích luôn. Hợp lý. Hôm nay đồ nhiều quá, chắc cái clip này nó dài lắm, anh em gắng cùng tôi xem giỏi hết cái video này nghe. Coi như là ủng hộ tôi chứ nó dài quá, tôi quay cũng mệt nữa. Trời ơi coi coi, coi cái lượt hình con cá nữa nè. Chà, trời cái gì? Cuộc chiến chứng khoán. Phim Hồng Kông. Phim hả? Phim Hồng Kông. Nhưng mà bây giờ đâu ai coi đĩa nữa đâu. Giờ ta coi trên internet không à, hoặc là coi YouTube của Thạc TV đó. I am the one, the way of... Ý, có con cá nữa nè. Ý, đẹp vậy. Con cá này là con cá thần tài đó nghe. Thôi, cầm đi. Đồ quá vậy. Quá trời đồ luôn rồi nè. Thôi gom bớt ra rồi review con trai. Thôi bây giờ chắc là tôi sẽ gom bớt ra để tôi review cùng một lúc luôn, chứ nó nhiều quá rồi anh em ơi. À, anh em thông cảm nha. 5 minutes later. Ây da, anh em ơi, tôi với Tú mới gom hết nguyên một đống đồ đây nè. Còn cái đống đồ này là nãy tôi lượm ra cho anh em xem nè. Còn bây giờ còn thêm cái đống đồ bên đây nữa. Công giờ hôm nay đồ quá trời luôn. Bây giờ tôi sẽ review chi tiết cho anh em xem. Anh em nhớ coi hết clip này để ủng hộ tôi nha. Yeah. Anh trai, có cái bồn tắm đó nè mà. Ủa, cái bồn tắm còn nguyên si vậy? Ừ, mở ra chung với bộ đó luôn. Đây, cầm đi để anh mở ra cho đây, để mình phải kiếm cái gì nhọn mình đâm nó mới được. Nè, có này nè anh trai. Chục khóa đó tôi mới mở được nha anh em. Trời ơi, này là cái ghế mà keo gì mà quá trời. Wow, ghế salon. Đây có thêm ghế nè anh trai. Còn đây là bồn tắm nha. Ủa, bồn tắm này có chân luôn á. Bồn tắm trên cao mà. Ơi, bộ này còn đẹp quá ha. Bộ này mới tanh nè. Đây nè, rồi bây giờ có thêm cái bồn cầu nữa nè. Bồn cầu trong toilet luôn hả? Đọc thêm cô nhà. Thêm giường ngủ nữa anh trai. Nguyên bộ luôn. Trời, nguyên bộ đồ chơi. Xích đu luôn. Có chị em phụ nữ nào thích không ta? Thích thì cứ comment cho tôi biết nghe. Ôi, còn cái này là một cái trái táo nè. Ơi, trái táo này tháo ra được là tốt. Sao nó dính với nhau được hay vậy? Trái này quen quá. Trái táo này nó dính vô vậy nè, cái mình lấy con dao ở giữa mình cắt cái nó rớt ra, cái kiểu chơi của nó là gì á. Ê anh trai, anh trai. Cái gì? Của cấp tịnh nè. Ở đâu? Gắn vô lại coi. Chu cha. Nó hư bà. Nhưng mà cái tay là cũng của nó nè. Vậy là ngon rồi, để đây đi. Trời ơi, con này phải rẻ. Ủa, còn cái này giống cái ống chích quá vậy. Ống chích đó anh trai. Trời ơi, sao có cái ống chích nữa. Ý, con bò nè. Ủa, con bò Lego nữa hả? Ý, con bò sữa dễ thương quá ha. Cái này về cho bà bê cho bà khoái lắm nè, bà khoái bò sữa lắm. Trời, con gì mỏ nhọn anh trai. Con này là cái con gì mà kêu tên là mỏ dịch á, rái cá mỏ dịch. Thú mỏ dịch không, cái tên nó là tên thú mỏ dịch. Trời ơi, con mẹ mỏ nhọn dữ trời. Mỏ nhọn qua đây nằm đi. Ê, cho nó vô bồn tắm nằm nè. Cái kẹp bằng chân. Ủa, ngộ vậy. Cái kẹp hình bằng chân nè. Cha, có kỳ hút rác nữa. Trời ơi, luôn. Hình như cái gì màu hồng này trung bộ với nó hay sao á. Ủa, này là gì anh trai? Không biết nữa, cái đó cái gì vậy ta? Này lạ quá. Cha, con này là hai trái dưa cà. Ủa, con quay rồi sao? Có chụp quay luôn. Ủa, có chụp quay luôn hả? Ừ. Rồi quay thử coi coi. Mà này phải có điều giật kéo anh ơi. Đó, quay. Đó, kiểu vậy. Ôi, con quay này đẹp quá hả? Ừ, mà. Ủa, sao nó nặng quá vậy? Đúng rồi, bằng sắt mà anh trai. Đâu, coi cái chụp quay đó coi. Nè. Ít luôn. Ồ, nguyên một cái bộ chụp quay luôn nghe. Ủa, đẹp quá. Trời ơi, chiếc xe gì màu hồng nè. Cho qua đây luôn anh trai. Đây là một con khủng long màu vàng ráp ráp được nè. Thấy. Ê, con quay này con chạy được nè. Wow. Wow. Ủa, đi Alac nha. Trời ơi, cái này chơi được nè. Ủa, hãng sữa, của hãng sữa. Ôi, đẹp quá vậy, cái này sao nó bỏ ủ vậy ta. Ủa, có cây to gì kế là tốt. Wow. Ê, kịp tắt rồi, coi đâu mấy độ. 39 độ. Trời, mẹ là bị bệnh số mà đó mày. Bởi người bình thường ta có 30 độ à. Trời, về đây cái cục gì nè. Ê, thêm màu hồng nữa anh trai. Cái này là cái ghế ngồi nè. Đây, cái ghế luôn nè.
À, cái ghế này ghế rất là sang chảnh luôn nha. Ủa, có cặp mắt kiến đẹp quá vậy. Thế cặp mắt kiến coi thử đi. Oh, wow, nhìn anh Tuấn giống như là doanh nhân thành đạt ở Lan Quế Phường vậy đó. Trời ơi, Lan Quế Phường này nên chạy. Ôi, con khủng long nè. Ủa mà sao nó nhẹ nhẹ vậy, ghê chạy. Ờ, thì nó nhiễu chảy nước nè. Ý, con khủng long mày ngộ ha. Ôi, cái nước này nó tách. Cái nước này là nước dầu á. Trời ơi, đẹp không? Wow. Ồ, ý, có ai sợ chứ mình sợ lỗ không tôi không nè. Oh my god, wow. Ôi, tốt coi, coi còn cái gì nữa không? Ý, ngôi nhà bằng Lego. Hay vậy. Trời ơi, hôm nay quá trời đồ chơi bằng chi tiết luôn nghe. Yeah. Ủa, em kéo cái gì lên nhà nó vậy? Không biết. À, làm cái máy lên cho nó giống như cái hồ bơi vậy nè. Lạ, đẹp quá ha. Ý, cái này. Ủa, sao có con cá rô lạ quá vậy? Con cá rô màu xanh mà vẫy đâu. Trời ơi, con này nó bị biến dạng anh trai. Ồ, cá rô dễ thương quá à. Ê, đây, đây, có cái kẹp hình con cá luôn nè. Trời ơi, lạ vậy. Cái mập. Ơi, có cái đồng hồ nữa nè. Trời, nó trời nước đồng hồ này là đồng hồ của Barbie gì nè. Này mở được không ta? Ý, được nè. Ừ, mở ra ở trong nó có số nè. Ừ. Ơi mà này có nước lỡ nó bể cái nước chảy hùng hồ. Ôi thôi đừng có làm phá nó hồi nó bể ra đó. Ôi đây một chiếc xe màu đỏ. Ơi, con gì nè, mở cái được không? Wow. Con chim bít cục. Ủa có gì cái gì trong đây vậy? Có cái đâu chạy. Ừ, mà xây cái là ra liền hả? Ừ. Ê chị xây nó lại đi. Coi chừng con này cũng là con lật đật luôn á Tuấn. Không phải. À giờ con này là chi để chân thôi. À, con chim bít cục dễ thương quá ha. Có con chim ờ cái gì con nè. hải cẩu ồ còn con cá rô của tôi đâu cá rô nào à đây cá rô đây ừ. Ủa sao có chiếc dài nữa cái cưng quá vậy. Ôi, khủng long bay. Trời ơi, khủng long này hình như dạ quang luôn nè. Ê mà hả con rồng cũng chạy tới đuôi là con rắn không nội ơi. Ôi, ủa còn con này con gì lạ vậy ừ, trời chú hề ma quái gì ghê vậy nè ghê cái con này dễ thương quá vậy. Trời ơi còn gì không đây một con ngựa. Ngựa vàng á. Không, con ngựa này là con ngựa bảy màu gì nè. Trời, cục này giống cục kem, cục kem. Trời đồ quá. Ôi, trời luôn. Thêm một kitty nữa nè. Ôi dạ. Còn hộp kitty này là cái gì vậy? À đây đây, mở ra luôn nè. Ôi, ủa trong đấy có cái gì vậy? Nè, áo nè, bình sữa nè, với tả đụm lum hết trơn. Ồ, vậy là cái hộp kitty này giống như là cái tủ đồ gì đó. Ừ. Lạ quá ha. Ôi, một con Pokemon mà còn có nửa con nữa mặt trên không thấy đâu. Ê, có bạn Hà Ngân nè. Hà Ngân. À. Yêu trời mẹ. Con yêu mẹ nhiều. Chờ. Các bạn có yêu mẹ mình không? Comment cho tôi biết luôn nha. Thôi ok anh em, coi như là những cái món đồ chi tiết tôi đã lụm qua hết trơn rồi. À, tôi đã review qua hết rồi, rất là nhiều luôn. Clip cũng rất là dài luôn rồi, sợ anh em coi quải. Cái này mấy con mèo dễ thương vậy mày? Bằng đồng sắt gì nha anh. Ồ, mấy con móc khóa bằng mèo nè. Ồ đẹp quá ha. Ồ. Móc khóa trên trời. Ok anh em, coi như hôm nay tôi lụm được rất là nhiều đồ có giá trị luôn mà thích nhất chính là cái con này. Đó, con này mà ở dưới là có nhạc kêu nha con sò. Đó, lụm được một số cái dãy đèn, một con lật đật. Mà cái vỏ sò này lãm nha anh em, nó kêu được rồi nè. À dở lên. Bấm nút bên trai. À bấm nút. À, nó kêu như là bong bóng ở dưới biển vậy đó. À đã quá ta. Ê mà cái này là con sò cha nè. Con sò con nè. Hai con giống nhau luôn. Dạng sò mẹ cơ. À chứ con này con sò mẹ. À hôm nay giống như là lượm được gia đình sò vậy đó. Dạ tôi lượm được là 4 viên Pokemon nha. 4 viên Pokemon này rất là đẹp luôn. Một anh Captain America nè, hai cái đĩa CD nè. Rồi một xe lửa nè. Rồi cái tay cầm này nè. Nói chung là hôm nay là tôi với anh Tuấn là lụm quá trời đồ luôn rồi. Trời lụm không nổi luôn á trời. Tôi nói chuyện mà bây giờ tôi nói không nổi luôn rồi đó. Thôi tôi với anh Tuấn cũng sẽ kết thúc clip tại đây luôn. Anh em hãy ủng hộ tôi bằng cách xem thêm nhiều video giặt rác khác nữa của team Đức Dơ Vlog. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Ơi nhưng mà anh em nhớ nha. Anh em thích cái món đồ nào trong đây nhớ comment cho tôi biết nha. Tại vì tôi rất là quan tâm đến cái vấn đề đó. Còn bây giờ thì bye bye anh em.